đi đòi tiền, bị con nợ sát hại. Trong lúc đánh nhau vì số tiền nợ, một người trong nhóm chủ nợ bị sát hại bằng hung khí. Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Mai Văn Mơ, sinh năm 1998, quê ở Cần Thơ, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là anh Trương Hoàng Vũ, sinh năm 1994, quê Đồng Tháp. Theo thông tin ban đầu, Mơ mượn tiền của Trương Phước Giá nhưng không trả mà còn thách thức. Sau nhiều lần đòi tiền nhưng không được, Giá gọi thêm anh ruột là Trương Hoàng Vũ và anh rể là Nguyễn Văn Chí đến gặp Mơ để giải quyết. Chiều ngày 23 tháng 7, hai bên gặp nhau trước cổng công ty nơi Mơ và Giá làm việc, phường Hội Nghĩa, thành phố Tân Uyên. Lời qua tiếng lại, Vũ dùng gậy lao và đánh Mơ. Trong lúc ẩu đả, Mơ rút dao thủ sẵn trong người tấn công vào vùng bụng Vũ. Được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện. Mơ cũng bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó.